Tối ngày 7 tháng 3, thông tin từ Công an huyện Eak cho biết, đơn vị đang tiếp tục lấy lời khai của Phan Văn Hiếu, 27 tuổi, ngụ ở xã Eakli, huyện Krông Park, để điều tra về hành vi cướp tài sản tại tiệm vàng VHV, thị trấn Eak, huyện Eak. Theo Công an huyện Eak, bước đầu Hiếu khai mới đến huyện Eak thuê trọ, tìm việc làm và cần tiền tiêu xài nên đã đi cướp giật tại tiệm vàng. Sau khi thực hiện hành vi, Hiếu mang số vàng về cất giấu tại phòng trọ của mình trên địa bàn huyện Eak, rồi trở về nhà tại Eakli, huyện Krông Park thì bị công an bắt giữ. Trước đó khoảng 16 giờ 30 phút ngày 6 tháng 3, Công an huyện Eak nhận được tin báo của chủ tiệm vàng VHV, tổ dân phố 3A, thị trấn Eak về việc bị cướp đột nhập. Cụ thể, đối tượng gây án là một thanh niên đeo kính, bịt khẩu trang, giả vờ hỏi mua vàng, lợi dụng sơ hở của chủ tiệm. Thanh niên này giật dây chuyền, nhẫn vàng rồi bỏ chạy. Nhận được tin báo, Công an huyện Eak nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường, huy động công an các xã, thị trấn lân cận cùng người dân trong khu vực khẩn trương truy bắt đối tượng gây án. Khoảng 12 giờ sau, Công an huyện Eak đã bắt giữ Phan Văn Hiếu tại nhà ở xã Eakli, huyện Krông Park. Ước tính số dây chuyền, nhẫn vàng mà Hiếu cướp giật có tổng giá trị khoảng 60 triệu đồng.